Bạn bạn Ngọc, ủa hẹn rớt rồi hả? Ok, mạng vẫn còn chạy, hết hồn tưởng rớt mạng. Bạn bạn Ngọc ha, đây quá trời luôn, ui mát sao luôn các bạn ơi, ui bên thiên đạo, ui đó mà có được cái skin nữa là đẹp. Ôi, à, đi đệ nhất à? Wow, ai cũng chơi đệ nhất nhỉ? 60.000 lực chiến, ui. Nói gì nói, vẫn thích con Madara hơn các bạn ơi. Madara Susanoo. Đây, ui, đi chi nữa hả? Ui, ngon đấy. Ui, bạn này đi cái đội hình hợp ý heo nè. Ui, có con... Naga nữa hả? Wow, ok, mấy con này là bạn ấy không lên. Wow. Nào, chúng ta đi ra. Ủa cái gì đây? À, nhận quà thôi. Ok. Đấy, nên được thì anh em nào donate thì đây. Nay để luôn. Ủa, hình như là không có để hả ta? Như có. Đâu, để kéo lên coi coi. Nay hình như là để link donate ở dưới mấy video luôn. Đó. We scan luôn, lay đua luôn, để sẵn dưới đó hết, kiếm thêm thu nhập anh em ơi. Dạo này kinh tế khó khăn lắm. Nào, anh em chưa đăng ký nhớ đăng ký, anh em nào chưa like nhớ like cái nha. Bây giờ vô danh sách bạn thôi chứ còn gì nữa đâu mà đi test. Bạn, ui, đi test con này đi chứ. Ui, có đội hình sẵn luôn nè, 6 con. Vượt ải có trang bị à, thôi bây giờ mình đi test hero mà. Đây đây, ok, đó đó đó. Ui ui ui, vậy mà đừng nói thua đội hình 60 mấy của người ta nha. Ủa ủa ông cài ạ, đó lâu chưa. Ủa này đi mượn Obito ơi. Ủa rồi đứng luôn rồi, đứng luôn rồi, trời ơi má nó đứng mà nó còn nhún nhảy nữa kìa, kiểu nó trêu tức chúng ta đó anh em. Trời ơi, ơ kìa, wow thiệt chứ. Rồi đứng luôn, hello, đứng luôn, lắc luôn. Trời ơi, giờ mà hót cây vô không được nữa là mới là hay nè. Ảo ma luôn. Ui, đây, đứng lại là chúng ta thấy nè. Ui. Ui, xung quanh nó có cái màn gì vậy? Nè. Wow. Chỉ có con Nagato là không có thôi các bạn ơi. Tiên nhân cũng có nè ha. Ui. Bên kia chơi Zyraza tiên nhân, đội hình em không chơi lại. Ông Ngọc cài sao lên được VIP 15. Ui. Tiền không đó, nghe nói nạp đâu mấy chục triệu trong đó đó. Đấy, nói xong là coi như là mất plan rồi đó. Anh em đi mất tiêu rồi, lạng quạng giờ vô là thấy bữa nay bị trừ một cái lượt đăng ký kênh chắc luôn nè. Khổ lắm, khổ lắm. Ai đồ mát thế. Hey. Hello hai anh em, 22 anh em đang xem nha. Wow, hello anh em. Buồn dễ lắc luôn hả? Ok. Không biết vô được hay không. Đang ở ngoài. Rồi, vô lại được rồi. Nào, vậy thì chúng ta sẽ đi test đội hình nào đây? Wow. 62 mà chúng ta ăn không được thì đội hình 50. Ủa, 50 nó không có tướng hả? Ủa. Ai 33 nè, đây mình đi ăn hiếp mấy nhỏ nhỏ đây, dạo này mạng nó cứ lắc sao á anh hả? Uầy. Con Roger em quay 1 triệu mới được 4 sao. Trời, anh kiếm 3 sao không được luôn Obito ơi. Ai nghĩ nó chán.
Rồi lắc nữa. Ơ kìa. Ta nói nó nếu mà hôm qua mà quay ra được con Obito gì con Roger thì hôm nay anh đã ngồi chơi tiếp rồi. Ôi, đúng mà. Không, mẻo ra được. Ra Roger rồi em. Anh ghét 50 mấy vé mà được có 15 mảnh à. Nên anh đang khá là cây cú nên anh chưa có chơi. Ôi, mạng lắc ghét ta. Đây đây đây. Ôi. Ôi, 73 nè. Đây 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 đây. Ủa 73 này giống của Ruby hôm bữa quá vậy. Vòng quay đó chỉ định 100 lượt ra mà ngon, ra thì ngon anh. Ôi. Nói gì nữa? Nếu mà 100 lần thì ôi, đây là anh cũng sẽ chơi rồi. Ủa. Đồ khoai, nó có cái màn gì ở đây đúng không ta? Khoan. Phải. Anh em đợi tí nha. Ủa, anh em coi hình như nó có cái màn nhỏ 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 vuông vuông ở góc này đúng không? Là cái gì vậy ta? Ủa. Khoan, đợi anh tí nha. Ủa cái khung đó là khung gì ta? Khung này là khung quy scan à. Ok ok. Đậu hứa chuyện gì chữ. Thôi, tạm thời mình tắt WeScan. Rồi, thôi để đi cho anh em nào có donate từ nước ngoài về thì donate cho nó dễ. Rồi, có WeScan luôn. Anh em test ngon lành luôn. Anh em ủng hộ donate bình thường nha. Đó. Ui, ạc này ngon này. Wow. Nào, có skin của Jiraiya luôn anh em ơi. Wow, để coi, để coi, để coi. Ăn được không? Không, mình kéo cái mặt xuống hả? Ủa, không phải. Cái mặt mình đâu ta? Đây. Đây, nằm dưới này là đẹp nè. Ui, ui. Ăn được không? Wow, wow. Ủa, ủa. Quan. À, con Jiraiya kia là con Jiraiya thường hả? Đúng không, đúng không, đúng không? Ui, ui. Để nhất ăn hết nha. Để nhất đam 100% luôn. Đây. Em đó anh hả? Anh đánh nghiệt độc vô hạn đi anh. Là anh đánh cái gì? Game ninja đại chiến này mấy anh trong anh Trung hả? Đang nạp ác quá. Đúng rồi ông, nãy giờ em tưởng anh để đó. Ừ, mã quy scan á, anh chưa biết tắt cái này sao. Để mai chiều anh coi lại coi cái màn đen gì đó. Anh em cho tôi hỏi giờ cho tạo nick mới. Ui, muốn cài lại nick mới quá. Thua, bỏ tay. Tạo nó khóa hay gì rồi không? Ừ, nó đang khóa để bảo trì lại đó anh em. Wow. 77 giờ mình vẫn ăn được hả? Trời ơi, để coi, để coi, để coi. Còn gì nữa không? Hồi nãy mình test ông này đúng không? Đúng rồi. Ông 50 thì sao? 50 chứ không có chơi. Ui, 69 nè. Đi vô ăn hiếp 69 đi. Chơi game giật hơn cả máy cài. Ui, nó có chiều hết đấy em. Lên mạng em tìm Blackback là nó ra nha. Đấy, anh em muốn thì chat lên trên đó cho bạn ấy tìm ha. Rồi, đó là phần mềm hiện tại mà anh em chơi game đang rất là cần luôn đấy. EOS chơi được nhưng nó lằng nhằng lắm. Ui, EOS thì thôi bỏ đi. Mình bán EOS, mình mua
cái điện thoại Android đi. Và đội hình bạn Ngọc là thấy là không ưa gì con Sasuke nha. Bạn ấy không đi con Sasuke mà bạn ấy đi đệ nhất. Uầy. Uầy. Uầy chọt kìa, chọt kìa. Uầy. Đẹp 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 đẹp. Uầy, mình thử lại cái nữa đi. Thấy team này đánh ok nè. Đây thử lại cái nữa nha. Đó, uầy. Nhưng mà bên kia có con Naruto. Naruto đánh khá đẹp. Uầy. Uầy, uầy, uầy. Uầy, bên kia còn có Sashimi nữa nha anh em ơi. Uầy. Đó, 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 nổ luôn một lần, một luôn. Đó, uầy, đó. Uầy, Itachi, đó. Ichigo, ủa lộc Itachi. Con lành gành đào. Rồi, lắc nữa rồi. Hết hồn. Hello, Văn Tuần. Uầy. Tài khoản của em, anh mới vô hồi chiều đó. Uầy. Up lên rồi, nhờ em mà anh mới biết được là con một số con hiện tại là đang xài được. Mai chiều anh quay clip xả vé gacha con Broly thôi. Cái ông Chí đâu rồi, không thấy chat. Uầy, chắc đi chơi rồi Kim ơi. Hôm nay chỉ có mấy anh em mình thôi. Team đó là em đó. What, của em đó hả? À, mua điện thoại mới chỉ để chơi game thì phí. Uầy, có gì đâu mà phí. Em thử em mua một cái điện thoại Oppo cũ thôi, đừng mình đừng có mua mới. Nó tầm 1 triệu mấy 2 triệu là em sẽ có cho mình một con Oppo có thể cân được mọi dòng game. Nó pin vừa trâu, chơi nó cũng mượt. Rồi, thì ngại gì, nó không ảnh hưởng dữ liệu nữa. Em, mấy game này nhất là con X7 game á, là một số anh em cài trên điện thoại là nó sẽ hỏi là muốn cài hay không ấy. Cái vụ đó đó là do nó có cái phần mềm chụp cái màn hình để mà nó dịch á. Đó là anh em mà sợ dữ liệu đồ này kia thì mình tốt nhất, theo nói tốt nhất nha, là mình mua một cái điện thoại riêng biệt để mình chơi game thôi. Cái đó mình để duy nhất mình để chơi game thôi, game gì cũng được đó. Thì nó sẽ kiểu như đơn giản hơn. Nó sẽ đỡ lằng nhằng cho anh em hơn. À đây là Ruga, à Riku ở gì? Kiri à. Ok ok, đây ông Trung Quốc nè. À ông Trung Quốc này nãy mình test rồi. 89 mình cũng đi rồi. Hết rồi, ở đây không có thằng nào đánh được hết à. Yếu yếu không à. Còn uầy, nó không hiện luôn. Chơi không? À, nó không chơi được. À đây là kết bạn hả, nó cũng kết bạn hả. Đây vô top. Top thì giờ chứ không ông nào online đâu. Em mới xem video anh test con Gohan. À em bỏ hơn năm rồi nên nó hơi cùi. Uầy, bỏ lâu quá nó xấu à. Nó như em chắc bị vợ hu điện thoại rồi hả? Chắc vậy. Ôi, vậy là tiền của anh mất tiêu rồi ư? 500 ngàn. Ôi, còn nghe 3 triệu nữa. Ôi, anh nghe mùi hút trong này khá nhiều. Anh nhận đồ sự kiện đi anh, em làm rồi mà chưa nhận. Của ông mua PC, còn ông mua PC đi cho đỡ, vừa chơi game vừa làm việc. Ôi, đó rồi, tùy anh em thôi. Uầy, con sashimi này mạnh lắm ta, mà nó để một con một. Uầy, đánh được nè, đánh được nè. Nào. Đẩy, 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 đẩy. Uầy, trả, uầy, trả 5 gì vậy, trả 1 thôi. Ui, ui, một mình con sashimi này. Nào, nào, uầy, nó không mất máu luôn anh em ơi. Uầy, uầy. Rồi, xong rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Uầy. Ui, 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 đi một con một mà lên top như vậy. Wow, wow. Phải khống chế được nó. Rồi, rồi, rồi. Ui, 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 con Ben. Con Ben đúng không? Ben Thiên Đạo mới chọt cây xiên vào người nó đúng không? Trời ơi.
Ôi cá nướng BBQ luôn. Xong 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 rồi. Ôi Ben vẫn còn sống, Ben vẫn còn sống. Nagato đi rồi. À nhưng mà ủa, ủa không, ủa con gì vậy? Á? À, Itachi hả? Ngoài. Vâng, ông bà ta nói không sai. 5 đánh 1 không chột cũng què. Vâng, nó chết ngắt rồi. Ôi, ôi trận đó đánh ngay hay đấy. 5 đánh 1. Nào. Nào. Đánh nào bộ? Nào, đúng rồi. Rồi. À, phải him bạn hay là vô danh sách gì đó chúng ta mới đánh được. À. Đây bản gì anh? Đợi anh tí anh coi cái trận này cái. Ủa sao nó tối hôi vậy? Ủa, anh em coi có tự nhiên có nó bị ủa. Quay, quay. À, skin nè. Rồi xong. À, vô là nó có cái skill gì đó. Đậu hứa chuyện kìa. Đâu. Em vẫn đi học nên không có tiền mua điện thoại mới hả? À. Thì à, nếu mà mai mốt mình có điều kiện á, mình kiếm một cái điện thoại cùi á để dành chơi mấy cái game phiên bản này nè, nó sẽ đỡ hơn. Nói chung là an tâm hơn. Đây là bản gì anh? Bản V3 em. Ninja đại chiến V3 500.000 lực chiến em không chơi lại hả? Kisame nó đam không quá to đâu anh, nó chỉ mạnh ở mảng hỗ trợ cho mấy hệ lôi thôi. À. Uầy, vậy mà ông đó còn để con Kisame vô đó nữa. Nào, dứt thôi. Ngán hàng nào đúng không? Nào, vô nè. Ngán hàng nào. Ôi, ôi, nó có cái skin con Kakashi nhìn đã ghê. Uầy. Ở kìa. Ở kìa, con Kakashi nó chưa ra được cái skill luôn. À, đúng rồi, bút thiên với hỗ trợ thôi hả? Uầy, được cái nó đẹp nữa em. Chơi lại con này không? Mình vô luôn ha. Uầy, nó có skin con Gaara nè anh em. Uầy. Vô. Ui, skin con Gaara đẹp quá. À, sta. Uầy, sáp lá cà luôn, sáp lá cà luôn. Wow. Ui, skin đệ nhị luôn. Uầy, cái này mình lâu lâu mình mới có skin làm sao em? À. Rồi, xong rồi, đứng nữa rồi. Quá là ok luôn, đứng luôn, không đánh gì, không bấm gì được luôn. Ảo ma thật. Ông đó để vào, để giấu đội hình á anh. Chiến thuật đó em làm ngoài khi đi top á, chủ yếu là để đối thủ không biết đội hình. Trời, nói chung là anh chơi game mà ghét mấy kiểu mà giấu đội hình kiểu vậy. Ôi anh có nhiều là anh đem lên luôn. Đội hình chính anh là lúc nào cũng để hẳn trên đó vậy. Cho anh em vô test đồ này nọ. Đấy, bạn nào nhắn tin chỉ cho bạn quét the dog gì kìa. Quét the dog gì kìa. Đó. Chỉ bạn ấy cái link đi. Search Google search HVKT Naruto đại chiến thì sao ta? Ờ thôi đại chiến V3. Hello Jim AO AOV gì đó. Uầy, má đại ngô dốt tiếng Anh rồi mà ta nói mấy ông toàn đặt tên tiếng Anh không. Bản xíu mạng anh đang đánh toàn 500.000 lượt chiến nên đội hình em không chơi lại hả? Ok, nào mình đi nhận mấy cái quà cùng anh em nào. Ủa, cái gì ạ? Quà gì ạ? À, uầy, đấu trường mùa mới à? Chữ gì nữa, đấu trường mùa mới nè. Uầy, Ủa, con nào vô mà nó làm trắng xó rồi, xong rồi. Ôi, nhưng mà được anh em ơi. À, ê, đi đánh cái này được nè. Ôi, đội hình bằng mình không nè. À, ơi nhưng mà sao con Ichi mau chết vậy ta? Ichi đi nữa rồi. Ôi, 2 đánh 1. Đừng.
Đừng đi vội Madara ơi. Rồi nó đâm sau lưng mày rồi con ơi. Xong rồi Susanoo không kịp mở lên luôn. Nào mở lên đi, mở Susanoo lên. Đó, nổ, nổ nè, đó. Mày hở bự, mày hở bự, mày hở bự. Uầy, một mình anh cân hai. Wow. Một chiến công thật là hiển hách đến từ Madara Susanoo. Em có cần pay IP gì không? À không em ơi, chơi hẳn luôn sư huynh ơi. Wow, ok ok ok. À, đây 1.200, 1.300. Ôi đánh thằng này đi. Nào, để mình coi coi. Đây đây đây. Ui, bên kia có skin. Ui, ủa. Hey, đội hình này quen ta. Ừ, hình như hồi nãy mình có lên. Quay, quay, quay. Ôi, win ơi, win ơi, win ơi. Win win win, đội mình win được. Được, quay. 5 đánh 2 không chọt cũng què đó. Ui. Wow, wow, dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Ui, ui, Ichi, Ichi. Ichi, đừng Ichi ơi. Rồi, 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 lắc luôn. Quay. Win rồi. Nào lấy con 1.000 nãy nè. Nãy giờ em chat hướng dẫn mà bấm xong, gửi xong, biến mất tiêu. Ui, anh không biết, anh không đọc được bên này luôn. Nó cũng không có để ẩn luôn em ơi. Đó, đỏ, 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 đỏ. Ui. Nào đội hình đó, ok đó, ôi ôi rồi 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 ây à, ok đó, ok rồi cái nữa nè, đâu rồi cái nữa nè đó, à Steba, uầy win rồi, win rồi, uầy, ủa đánh cái này đánh cái gì anh em, rồi đội hình toàn cân tài cân sức với mình không, thằng này 1.900 nè, các bạn xếp hạng của nó đó để luộc nó đi. À, nó 1.900 điểm gì đó. Wow, wow, uầy, uầy. Ui, ui, nó xiên một phát một đi hết rồi. Uầy, em nghĩ đó là điểm của nó. Anh đang đánh phong vân đó hả? Uầy, đúng thật là anh thấy nó phong vân thiệt luôn á. Này, đánh mấy con yếu yếu nè. Đánh mấy con kia đánh không lại đâu anh em ơi. Rồi, ủa. Ê, nó có cái chiêu gì mà vô cái nó tối hùi cái màn hình vậy anh em thấy không? Nó mờ hẳn, mờ câm đi luôn á. Con nào vậy? Cái skill con nào khốn nạn vậy? Khó ăn lắm anh nè hả? Hoài hồi nãy giờ anh thấy anh ăn không thua có trận một á. Đấy, đấy, đấy. Hoài biên thiên đạo. Nagato. Hoài chết địch chết luôn cả mình. Tính ra con đệ một ngon vừa phá khiên vừa khống chế. Mà còn trâu nữa hả? À. Uầy, nhưng mà trừ khi mà nó lên tím em ơi. Nó ở dưới tím nó cùi bắp lắm. À, nó ở dưới tím à, coi như là nó thành cái bia thịt cho người ta đánh á chứ. Tưởng ít chi mô. Ôi, không đánh phong dân, phong giận gì nữa. Nào, đi nhận quà trước khi cơn đau bụng ập tới nào anh em ơi. Đâu rồi? Cái quà tiêu đâu? À, uầy. Ặc của bạn Ngọc ít su nguyết su hơn bạn ấy ha. Wow, Madara nè. Ui. Ui hai ít luôn, 60 mảnh luôn. Wow, trời nhưng mà 5.000. 5.000 ở đây còn có 25.000. Ui, không ngon. Mới có 41 phút nhanh, mới đó 41 phút nhanh thật hả? Ui. Thời gian không chờ đợi ai em ơi. Ủa. Ủa Ngọc ơi. Ủa. Tiêu phí ở đâu em? Ở đâu vậy? Anh không tìm thấy cái tiêu phí. Đâu vậy? Đâu vậy? Ui. Cái này sao em không đổi? Mình nên đổi hết ra cái này đúng không? Đợt trước em tới 700 ngọc lận mà xài hết rồi đó anh. Ui. Anh em tiêu sao hay quá, chỉ nhau tiêu chứ coi. Nay em không có tiêu hả? Ủa vậy em kêu anh vô ăn event gì trong này? Kìa. Đâu có gì đâu mà ăn trong này. Hết rồi. Không ăn được mấy cái này. Ok. À tại shop giảm giá hả? Ôi. Nhưng mà nay nó có shop giảm giá hình như còn 5 ngày hả? Đúng rồi, tới ngày 4 tháng 7 gì nè. Ủa phải không?
còn 5 ngày nữa mới hết. Ôi à, shop giảm giá cũng ngon mà, nhưng mà cái quyết tệ gì của em sắp hết rồi. Bí còn nhiều không? Ôi bí còn có 110 à. Nay ít người chat nhỉ. Ôi hồi nãy mới có ôi hello chí ơi, đây đây đây, nay chuẩn bị Winscan và laser đua cho chí luôn nè. À rồi vậy là nay không có donate luôn hả? Ai à, buồn luôn. Không chí hay không chí hả? Đây rồi, nhân vật chính đã lên hả? Ôi đây heo để heo mở cái mã Winscan với lại mã lay đua dưới này luôn nè. Đây đấy, donate cái nó sẽ hiện lên liền. À, à vậy là hôm nay là không donate được hả? Ui có gì tí chuyển khoản cho heo đi, heo sẵn sàng sao kê up bill lên cho anh em kênh chat thấy luôn. Nhớ nha. Ui mai chiều heo lên heo like là heo sẽ show cái hình donate lên cho anh em thấy luôn. Nào vinh danh liền, trời ơi đâu phải lúc nào cũng có anh em donate cao đâu. Trời ơi 8 tháng mới có được ông donate nhiều mà. Uầy bữa nghe 3 triệu, trời ơi đúng không anh em. Trời ơi giống y như hồi nãy đó, sẵn sàng chụp cái tấm hình đó đăng lên cho anh em xem. Trời ơi như nãy luôn đó, cho anh em xem số liệu luôn, số liệu còn coi được mà chi hôn huống chi là bill chuyển khoản đúng không? Đó, chụp lên luôn sẵn sàng. Mà cái người nhận mà chụp bill lên là sao kê ra là đâu có cái gì nạn mà fake bill đâu đúng không? Yên tâm yên tâm, heo nhận được là heo sẽ up lên cho anh em xem liền. Ủa Ngọc ơi, cái xu này, ủa cái này em lấy đâu ra vậy? Cái gì? Mọi người cái gì BT vui vẻ là gì? À buổi tối vui vẻ hả? À chỉ cần giấy số tài khoản là xong hả? Em mới có á. Ủa cái này em lấy đâu? Em lấy đâu mà được 12.000 như vậy? Quải thiệt chứ. Vậy là cái này là chuẩn bị mẹ Ngọc tính bill đội hình gì đây? Rồi xong rồi. Ôi nói quá chí đã đi xuống rồi hả? À đây rồi, chí đây rồi. Ok ok hả? Ok chí ơi, chuẩn bị donate. Ok anh em chuẩn bị mở nhạc lên nào. Việt Nam nói là làm như chí à. Đây đang tính nâng con nào vậy Ngọc? Đang tính nâng con nào vậy? Sasuke 1000 mấy mảnh. Uầy nhiêu đây à? Không, 1000 mấy mảnh. Ủa mà bao nhiêu mới được 7 sao em? Chuẩn bị chụp hình anh em ơi. Uầy chuẩn bị chụp hình ăn lên. Hay là mấy mốt mình làm cái group nho nhỏ để anh em vô chậm tám dốc đồ này nọ anh em. Anh em thấy sao về vấn đề đó? Uầy mình sẽ từ từ mình chụp cái cộng đồng mình to lên. Uầy biết gì nào cộng đồng mình mà được mấy ngàn người hả? Mấy trăm ngàn người. Uầy phải triệu như Ấn Độ thì biết gì nào. Chụp hình chi mấy anh chị đại. Ok ok. Uầy mà trên này nếu mà chuyển khoản qua lay đua hay là Winscan là nó sẽ hiện lên nè. 1000 mảnh là đủ lên 7 sao á anh. Ủa ôi vậy nói như vậy là con Sasuke này nó lên đủ rồi nè. Ok. Ôi con Madara này cũng lên đủ nè. Nhưng mà bao nhiêu đá? Chụp hình đăng Facebook kiếm kiếm thêm hả? Lâu lâu có người đôn nhiều phải chụp lại chứ được hả? Ok ok anh em ơi. Ôi để mai chiều anh tạo cái group động cái gì không, mình đặt là trại heo đi ha. Ôi chứ mình đừng có đừng là đặt cái động game nữa. Hôm bữa là động game rồi, hôm nay là mình đặt tầm 4-5 ngàn hả? Ui ở đây 5 ngàn nè. Ui 5.500 là đủ lên rồi. Vô chuyên mục thôi hả? Đâu 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 đâu. Ui chuẩn bị đâu rồi?
anh em chụp lại giùm heo cái nha, mai up lên cho anh em xem, các bạn xem nào, đâu đây nào, chuẩn bị bấm record luôn nè, đâu rồi, đâu, lên chưa, khoan để heo bấm record lại tí heo coi luôn. Ok rồi, heo ghi hình lại luôn rồi đó. Em định nâng Sasuke mà đang suy nghĩ lại. Sao vậy? Sasuke. À, Sasuke này đó hả? À, nghĩa là chuẩn bị đi theo đội hình hệ lôi hả? À, uầy. Game gì ấy? À, hello Lộc ơi, con này tên gì anh em? À, tự nhiên cái nghe số tiền lớn cái tự nhiên về quên mẹ nó, con tên này tên gì rồi? Cái gì? Ninja đại chiến bơ ba. Ừ đúng rồi. Ui tự nhiên nghe số tiền lớn cái tự nhiên cái nó bị rối anh em. À mắt bị ngoa luôn rồi. À già cả rồi. Ui con này không lên được full sao ha. Nó lên được full sao thì ngon. Sao có mấy con em không lên full sao luôn Ngọc ơi. Đây ví dụ như con Madara nè, rồi con Ichi nè. Ichi lên có 5 sao à. Nên nó hay bị chết yểu quá. Đúng là tiền làm mờ mắt theo đúng nghĩa đen. Thiệt đó, nghe mờ mắt luôn chứ. Game này chơi trên điện thoại được không ạ? Được Bảo ơi. Được. À Phạm Nguy Bảo, Bảo Nguy hả? Uầy tên đẹp vậy. Ui tên quá đẹp luôn. Trời ơi Phạm Bảo Quy. Ui tại chưa đủ mạnh á anh hả? Mà bây giờ nó có sự kiện thì em lấy gì em mua, đúng không? Giờ em đâu còn xu nữa đâu mà em mua. Ủa đang có event à, em 3000 mấy mảnh rồi hả? À, anh tưởng đâu là em chưa mua. Ủa sao em không mua luôn ý? Ờ mà mua làm gì nữa, 3000 mấy mảnh rồi. Uầy 3000 mấy mảnh rồi. Theo em là skin con Ben là trong là skin đẹp nhất. À đâu con Ben nào? Ben đây đó hả? Skin này đó hả? Cũng có lý. Uầy nhưng mà tiếc là con Nagato nó không có skin. Uầy con này có skin là đẹp. À ok Lợi ơi. Ok game giỡn. Em đang đợi banner Ichi, Sasuke và Nagato. Uầy mà em mà nếu nó ra thì lấy cái gì mà ăn? Em đâu còn gì đâu, huyết ngọc em cũng hết rồi nè. Hả? À, để coi. 192 vé thì cũng đâu có ăn đủ đâu. Không ăn đủ rồi. Thôi nào, chúng ta không nên gây quơ nào. Bỏ đi anh em ơi. Uầy, nhưng mà ạc của Ngọc là chỉ chuyên về một số con thôi ha. Chơi bản Việt là bình thường ấy mà. Gì? Chơi bên bản Việt là biết ấy mà. Ủa, mà anh em nào thấy bạn Minh đây không? Uầy mất tiêu rồi. Uầy để record là mà không thấy. Cái gì cái tắt record cái thấy bạn ấy à. Sao đăng ký không được anh? Uầy bây giờ anh em có thấy hay thì nó cũng chơi được đâu. Giờ nó có cho đăng ký nữa đâu. Wow hay mà đai sớm. Nạp tiền vô là được hả? Ok anh em ơi, không gây quơ với nhau nào. Uầy
Rồi hai mươi mấy anh em nãy ngồi chờ coi donate rồi xuống hết rồi. Uầy. Ui, 24 cái like. Wow, ok ok. Cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em nào mới vô rồi chưa like cho em xin cái like cái nha anh em ơi. Anh em chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh với nha. Ui, nãy giờ ui, cộng được 5 điểm luôn. Hốt con này luôn cái đã. Tối nay đi test ạc của bạn Ngọc ha. Nào không gây quơ nào bạn lợi gì đó hơi. Ồ. Nào không gây quơ nào, gây quơ cái nữa thì hồi nào anh em. Hết bản quyền game thì đây thôi với lại. Uầy, game nào mà trả đây? Chỉ có bản em là không bao giờ đai thôi. Mà một lúc nào đó thì game cũng sập thôi. Bản V2 còn chơi được không anh? Ôi anh cũng không biết nữa em. Với lại anh em trên này toàn chơi phi không à. Nên ôi cãi nhau làm gì cho mệt. Có phải mình nạp tiền đâu. Ôi đang vui mà anh em lên world với nhau hoài nhỉ. Hoài mà game nói chung thì game cũng được. Đấy, hoài không khí trùng xuống liền, chán thiệt chứ. Ủa mà cái này em tính đổi cái gì vậy Ngọc? Hay là anh đổi cho em nha. Hoài cuộn này em nhận được khoảng hoài 50 cuộn ấy. Nào gây quơ hoài. Đấy như này phải lẹ hơn không. Vì một người dùng không hay mà đó. Hoài đang ngon mà bây giờ còn cái nè. Ồ anh em giảm còn có 14 người xem mà chán thiệt chứ. Đã không thích chơi phi thì vào đây làm gì. Chán thiệt chứ. Này chút cũng lập nick ảo ra mà. Thôi mai mốt cho mình nên đây mai mốt mình điều chỉnh lại đi. Có đăng ký thì mình hãy đâu rồi ta. Tùy chỉnh hiển thị thêm. Đâu rồi. Có đăng ký thì mình chat chứ đâu rồi ta. Ủa nó không có hiện ở đó ta. Uầy, mai chịu tìm cái nút đó rồi. Chứ gây quơ hoài. À trò chuyện đây. Người đăng ký ok. Đấy vậy cho lẹ. Nào bạn ấy đã bị đưa đi về miền cực lạc rồi. Không thấy anh em đâu mà ấy. Anh em chỉ cần bấm chặn là xong mà. Mấy thằng đó chỉ là con nít muốn thể hiện thôi. Ui khổ lắm khổ lắm. Ui cái này em không nhận hả. Chưa thấy đâu luôn Kim ơi. Ui chắc đi mất tiêu rồi. Ơi rồi cái này chúc em vô em nhận cái này đi Ngọc ơi. Nào đang vui cái nó hết vui. Hello Itachi ơi.
Lặn luôn rồi hả? Uầy, làm vậy đi anh đỡ phiền. Ok, hello Kha ơi. Mai mốt chắc để vậy quá. Chắc nhiều thành phần vô không đăng ký kênh, không gì hết mà hít vô gây quơ quá nên để vậy đi cho lẹ. Đấy, đấy là... Ôi, nhìn lúc đầu thì ngày mai mình lên, ngày mốt mình lên là mình biết chứ gì. Sau game Thanh Gươm Diệt Quỷ, ôi con đó bị anh em spam die rồi em ơi. Anh còn chưa chơi được nữa thì nó đi bán muối luôn rồi. Chán thật sự. Đấy là lý do tại sao mà những video trên kênh là toàn là tắt tính năng mà comment không á. Ủa, khổ lắm. Toàn là bị ra qua gây quơ không mà. Giờ là còn đỡ đấy. Ngày xưa là ta nói ôi ở dưới gây quơ chửi nhau láng. Mà thời gian đâu mà đi lọc từng cái bình luận. Rồi. Nên là thôi cho nó tắt luôn cho nó lẹ. Bản 7 VM mà ôi bản đó thì giảm nạp thì nói làm gì, còn cái này người ta quy tới 100.000. Ôi, nó quy 100.000 em tính đi. Game là chuẩn bản gốc 100.000 là nó gần full rồi đấy. Ôi. Nhưng mà không biết là nó có mấy con UR mới hay không thì chưa biết. Nhưng mà ôi, hy vọng là mai mốt nó sẽ lên lại. Anh để đăng ký hơn một ngày rồi mới được chat các anh chứ năm bút không nhầm nhò gì đâu. À. Ôi như vậy thì tội mấy bạn quá, mấy bạn mới mà. Kiểu như là mấy bạn mới biết kênh thì vô không chat được để một ngày qua ngày sau lại tội mấy bạn. Em nghĩ là không mà. À nó không lên được luôn hả? Hoài. Anh cũng nghĩ là chắc nó đi luôn rồi đó. Đúng rồi anh tự nhiên không ai nói gì bạn ấy tự nhiên cô kiếm chuyện. Ôi tại anh em ngồi cãi lộn thôi chứ. Thôi thôi nhờ vậy mà rồi hôm nay view tăng quá trời luôn, được 305 lượt xem luôn. Ông Minh Chí lặn luôn rồi hả? Có game nào hay không anh? Game hay hả? Con Nhẫn Giả Huyền Hội nè. Ôi hồi sáng thì nếu mà H5 thì có con Hồi Ức nè. Rồi Luffy thì hôm nay chúng ta có Power of Nika. Rồi Bawi thì Hiếu Niên Bawi. Nhiều con mà. Đấy còn Naruto thì chúng ta có con này thì anh em chơi không được. Thôi chơi tạm con Nhẫn Giả Truyền Thuyết đi. Con nói chắc cài cũng nhưng cũng được. Thấy nó cũng chua. Bởi vì cũng được anh em chỉ cần chặn là xong. đỡ mệt. Thôi ok. Hôm nay chúng ta ốp ở đây ha. Và lịch tuần sau thì sẽ chắc like mấy hôm và đi công tác chắc cũng cả tuần á. Có gì hôm nào like được thì like, có anh em lên chat cho vui ha. Còn anh em nào mà có ủng hộ kênh donate này nọ thì duy trì web đồ ha này nọ thì cuộc sống mưu sinh thì cứ liên hệ ha. Hoặc ở dưới bình luận cũng có link donate ở lòng dưới đây cũng có Playdua này nọ nè đó. Chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi chưa like thì nhớ like nha, like mấy video kia kìa tại chút cái này cũng ẩn à, để vậy cho đẹp đấy. Ok bye bye, chào tạm biệt các bạn, bye bye anh em, không chơi cũng nhớ cho heo xin một cái like đó nha. Bye 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 Ruby, bye bye Ngọc, cảm ơn Ngọc đã cho mượn nick, các bạn cảm ơn Ruby đã cho mượn nick nha. Cảm ơn Phúc tối nào cũng lên xem. Hay, coi cảm ơn Ichi nãy giờ mới vô luôn. Chúc anh em ngủ ngon, có một tuần mới thật là vui vẻ. Vô coi 2 ngày một đêm thôi. Bye bye.